Ngày hôm nay Gánh livestream để giới thiệu với lại mọi người một cái loại sản phẩm mới được mang tên là cua pha lê. Con cua này có hình dạng lớn, thì cái hình dạng nó giống như con cua của Việt Nam mình vậy, nó cũng có 4 cẳng 2 càng, nhưng mà đặc biệt nó có màu trắng và size rất là lớn, size trung bình của nó từ 1,7 kg cho tới 2,5 kg 3 kg luôn á. Thịt của nó ngon, ngang với lại king crab. Khách nào đã ăn king crab rồi thì mình biết cái vị thịt của king crab nó heo tần sới rất là ngon. Thì con cua này nó cũng ngon giống như king crab và nó có mùi vị y như king crab vậy đó. Giá bán hiện tại chào khách là 2.690.000 một ký. Size từ 2 đến 3 ký là trung bình. Nhìn rất là đẹp, con cua màu trắng. Thì mấy các anh mà mình thích ăn hàng độc, hàng lạ mà Việt Nam chưa có thì mình nên dùng thử con này. Vì con này mới về sáng hôm nay, mới về Việt Nam sáng hôm nay luôn mà. Theo em biết thì ở Việt Nam rất là ít chỗ có bán con này, rất là ít. Thì bên Gánh mình có nhập về thử vài con cho mấy anh mà mình muốn dùng hàng độc, hàng lạ. Mình có thể test thử con này nha. Đây, cua pha lê, một cái thân hình trắng muốt rất là đẹp. Con cua rất là to, size từ 2 đến 3 kg nha các bạn. Nhìn cái chân của nó bóp vô rất là chắc, thịt đầy. Mình nhìn mình có thể thấy được là do cái màu trắng của nó trong suốt đó, nên là mình có thể thấy được cái sớ thịt của nó đầy lên trên luôn. Thì hiện tại là Gánh nhà mình có đủ hải sản nhập khẩu từ các nước như là Na Uy, cua nhập từ Úc, hoặc là king crab nhập từ Mỹ, Canada, Alaska mà nhập từ Canada, và bào ngư Hàn Quốc. Thì các bạn thấy đây là con bào ngư Hàn Quốc sống 100% nha, hầu như là còn sống. Giá bào ngư hiện tại là 1.390.000 một ký, size từ 10 đến 12 con. Đặc biệt vào mỗi ngày thứ hai mỗi tuần, Gánh có một chương trình ưu đãi cho các mẹ bầu và bỉm sữa, hoặc là mình có con nhỏ. Mình có thể mua từ 2 con, Gánh vẫn giao hàng, giá là 150 một con. Mình mua về nấu cháo cho bé ăn mỗi tuần rất là bổ nha các mẹ. Đây, con bào ngư còn sống. Bào ngư này là mình được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc về, sống trong nước lạnh. Thì đối với những mẹ mà có con nhỏ, mình muốn mua về nấu cháo cho bé, mình không muốn mua nhiều. Hoặc là thường mà khách mà mua về mình chỉ dùng thử thôi. Nhưng mà mua nhiều từ 1 ký thì khoảng 1.390.000, gần 1.400.000 thì nó rất là mắc. Mình cái tâm lý người mua hàng của người Việt Nam mình thì mình mua một lần như vậy. Mặc dù biết là so với giá thị trường nó rẻ nhưng mà mình vẫn cảm thấy nặng tiền. Thì đặc biệt vào ngày thứ hai mỗi tuần, Gánh đặc biệt ưu đãi dành cái chương trình cho các mẹ bầu bỉm sữa và có con nhỏ, mình mua về nấu cháo cho bé ăn mỗi tuần. Giao từ 2 con, chỉ duy nhất ngày thứ hai là giao từ 2 con, còn mọi ngày thường là mình giao từ nửa ký đến 1 ký nha các bạn. Thì cái con bào ngư này á là giao đến vẫn còn sống. Đối với các mẹ mà mình không biết làm á thì em xin hướng dẫn sơ cho mình cách làm. Mình có thể lấy dao rạch hết cái phần này đi. Mình rạch theo cái viền này và ở phía dưới con bào ngư nó có một cái túi màu đen. Cái túi này màu đen. Mình sẽ cắt bỏ, lóc bỏ cái túi màu đen đó đi. Còn mẹ nào mà kỹ mình có thể chà cái phần trên này cho nó ra mấy cái đen này. Thực tế cái đen này mình vẫn ăn được, nó không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nấu cháo cho bé thì mình kỹ mình sẽ chà sơ nó đi. Sau đó thì mình thái ra hạt lựu. Mà những bé mà ăn dặm á, mình có thể xay kèm với lại rau củ mà bé ưa thích để mình nấu cháo cho bé ăn. Ăn mỗi tuần như vậy rất là mát, nó thanh lọc cơ thể, mát và bổ cho bé nha cái mẹ. Người lớn mình cũng có thể ăn, nhất là các anh á, mình hay mua cái này về mình ăn sống nè. Ăn sống rất là ngon, trong nhà hàng bán một con như vậy thì đổ tầm khoảng 250 đến 290.
là đã qua chế biến, sốt xì tàu hoặc là ăn sống á, là bán tầm giá khoảng 250 29 một con thôi. Nhưng mà mình mua về ăn sống có thể mua giá từ 150. Các bạn thấy hồ gánh rất là đa dạng. Ngoài ra cá mình có một loại cá, cá mú trân châu. Cá này thường là mình đi ăn tiệc hoặc là mình vô quán mình hay gọi món cá mú hấp Hồng Kông. Cái con cá này thịt rất là ngon, dai ngọt. Mình mua về mình có thể hấp Hồng Kông ăn. Nếu mà khách nào mà mình dùng đơn giản á, có thể nấu lẩu. Giá cá mú hiện tại bên gánh bán là 420 một ký nha các bạn, size từ 1 ký đến 1 ký 2. Của Minh Phụng ơi, chị muốn hỏi con gì ạ? Con em đang quay là con cá mú trân châu nha chị. Cá này là bên shop bán là vẫn còn sống, giao đến tận nơi cho mình vẫn còn tươi sống luôn nha chị. Ngoài những mặt hàng giống như là cua ghẹ hay là cua tôm mình nhập khẩu thì mình có bán những hàng cua Việt Nam, đó là cua thịt Cà Mau. Đây là cua thịt Cà Mau, size 3 con từ 1 ký đến 1 ký 2, giá 420 ngàn một ký. Bên shop bán á, bao ăn cho khách là bao một đổi một, với trường hợp cua bị ốp hoặc bở không ngon mình có thể gửi hình ảnh video phản hồi về, bên em sẽ bao một đổi một đổi trả cho mình nha. Ốc nhảy hôm nay về nhiều lắm nha khách ơi, khách nào thích ăn sò ốc hoặc là ốc nhảy thì mình có thể liên hệ em nha. Thịt ốc nhảy rất là béo, ngọt và dai, đặc biệt ốc này vừa mới về luôn nên là con ốc rất là mập, không có bị teo, đã được ngâm sơ trong hồ rồi, mình ngâm trong hồ nước biển nên các bạn về các bạn chỉ rửa sơ thôi, không có cát nhiều như mình mua ngoài chợ đâu. Xong rồi mình hóng xả ăn. Bùi Khánh Trân ơi, ghẹ giá 550 ký nha bạn, 550 một ký, size từ 4 đến 5 con một ký. Thì ghẹ này là tại vì do sáng nay nhập về á, nhà hàng lấy gần hết rồi, chỉ còn lại vài con thôi. Chiều nay đầu giờ gánh sẽ về thêm 10 ký nữa. Thì bạn nào mà muốn đặt ghẹ thì inbox số điện thoại và địa chỉ cho mình nha, bên mình sẽ liên hệ để giao hàng cho các bạn. À, chị Tina ơi, bên em địa chỉ là ở 41F đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh nha chị. Vân Quang ơi, ốc nhảy hôm nay mập lắm nha anh. Bữa giờ em nhập thì hôm nay là ốc về mập nhất, bự nhất. Giá 195 ngàn một ký. Size này khoảng chừng 30 con, ba mấy con ký rồi. Ốc này mua về hấp xả ăn là hết bài luôn á anh ơi. Con ốc rất là mập, nhìn thấy rõ. Mình quay lại câu chuyện hàng ngọt. Thì em biết là nãy giờ tôm hùm ngọt này là đã có 4 khách đặt 4 con rồi. Thì ở đây mình còn khoảng 4 con, size từ 1 ký rưỡi đến 2 ký thôi. Khách nào mà bữa giờ hỏi em tôm hùm ngọt thì vui lòng nhanh tay inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ nha. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại để chốt đơn hàng cho mình. Tôm ngọt hôm nay ngon lắm nha khách ơi. Giá chỉ có 580 một ký thôi. Thịt rất là trong. Thịt rất là trong và ngon. Ngoài ra thì mua hàng ngọt bên em có bao ăn cho khách, bao ốp hoặc bỏ bao đổi trả cho khách. Nếu trường hợp tôm không ngon, mình gửi kèm hình ảnh và video gửi về trang gánh hải sản giúp em, bên em có bao ăn đổi trả cho khách. Vân Quang ơi, tu hài em bán 240 ký nha anh, size 15 20 con ký. Tu hài được đợt này đang hút, giá đang lên nhưng mà gánh vẫn giữ giá cũ cho khách thôi. Hiện tại còn khoảng chừng 2 3 ký à. Anh ăn thì inbox giúp em số điện thoại, bên em liên hệ là giao hàng cho anh nha. Nguyễn Hoàng ơi, sò dương hôm nay gánh hết hàng rồi nha anh.
Thì bây giờ cũng là giờ cơm trưa rồi, mình có thể mua hải sản bên gánh về để mà mình chế biến xong rồi mình dùng buổi trưa với gia đình luôn. Hoặc là nếu mà khách nào có thể dùng buổi chiều nay, hôm nay là thứ sáu cuối tuần á, mình mua về mình dùng với gia đình thì cứ liên hệ với gánh hải sản, bên em sẽ giao hàng tận nơi cho mình nha. À, Phạm Chí Hưởng ơi, ở Long An thì bên em không có giao hàng ngọt nha anh, hàng sống thì shop sẽ gửi về nhà xe để cho mình nhận. Thì anh muốn đặt hàng sống anh inbox số điện thoại nhà em, nhân viên sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho anh rõ hơn nha. Cái sớ tôm rất là trong các bạn thấy. Thì tôm á, tôm là thường hàng ngọt là gánh đã qua kiểm tra rồi mới bán cho khách. Những cái con mà không đạt chất lượng á, thường là bên mình sẽ không bán cho khách. Hoặc là đôi khi có sơ suất là con tôm mình giao cho bạn không có được giống như mình mong muốn. Ví dụ em bao ăn chất lượng 80% hàng ngọt nhưng nó chỉ đạt 75% thôi, hoặc là 70, nó hơi bị ốp hoặc là ốm. Khách có thể chụp hình quay phim gửi về cho gánh hải sản, bên shop sẽ xem hình ảnh tùy trường hợp và đổi trả cho mình. Đó là chế độ bao ăn đặc biệt tại gánh, và hầu như là không có chỗ nào bán hàng ngọt giá rẻ như thế này mà bao ăn cho các bạn hết á, chỉ có duy nhất gánh hải sản thôi, nên là khi mình mua hàng ở gánh đó, mình hơi yên tâm nha các bạn. Phùng Quốc Việt ơi, Alaska ngọt giá 580 một ký nha anh, size từ 1,5 kg đến 2,5 kg một con, hàng sống là 1.150.000 một ký. Kichi Kichi tôm ngọt giá 580 một ký, size từ 1,5 kg đến 2,5 kg nha bạn. Hiện tại là trên đây có 8 con và đã được khách đặt hết 4 con rồi, mình chỉ còn có 4 con thôi. Khách nào mà mình ưa dùng cái món này thì nhanh tay nhắn với shop nha. Tại vì hàng ngọt là bên shop chỉ kiểm hồ lúc trưa và chỉ có ra số lượng duy nhất như đây thôi. Cả các loại sò ốc sống này mình đều được chuyển từ biển Nha Trang vào nha các bạn. Hiện tại là được chứa trong hồ nước biển nên là sò ốc tươi sống rất là khỏe và giao đến cho khách vẫn còn sống 100%. Nên là mua sò ốc tại gánh mình có thể yên tâm khi mà mua hàng không có bị chết hoặc là ngộp. Phùng Quốc Việt, tôm ngộp bên shop có giao trong phạm vi thành phố nha anh. Anh có thể inbox số điện thoại và địa chỉ giúp em, bên em sẽ có nhân viên liên hệ lại để giao hàng cho mình nha. Còn nếu mà anh muốn lựa hay là mình muốn coi tôm á, mình có thể qua cửa hàng giùm em, số 41F đường Trục, phường 3, quận Bình Thạnh. Mình có thể lựa những cái loại hải sản khác dễ dàng hơn. Ốc nhảy hôm nay ngon lắm, lâu lâu mới có ốc ngon mà mập như thế này, nên là khách ăn thì nhanh tay ới em nha. Ngoài bán lẻ ra thì gánh có giao sỉ cho các shop, cho các quán ăn và nhà hàng, số lượng từ 5 đến 10 kg và sẽ có giá tốt. Nếu các bạn để lại số điện thoại để inbox, gánh sẽ báo giá tốt cho mình nha.
Kichi kichi cá bóng mú hiện tại giá 420 một ký nha chị. 420 xa từ 1 ký đến 1 ký rưỡi một con. Cá vẫn còn sống hoàn toàn nha chị, giao đến cho mình vẫn sống 100%. Sơn Lê ơi, Alaska sống hiện tại giá 1.150.000 một ký. Size từ 1 ký đến 3 ký một con nha. Đây là Alaska sống. Hàng ngọt thì bên em là giá 580. Tôm vừa ngọt chất lượng khoảng 80 đến 90% so với hàng sống luôn. Nếu mà mình mua về dùng thì mình nên mua tôm ngọt, tại lâu lâu mới có hàng giá hợp lý nhưng mà chất lượng ngang với tôm sống. Nó trên lợi không có bao nhiêu hết á. Còn mình mua biếu tặng thì mình có thể mua hàng sống, bên em gửi tới cho anh vẫn còn sống luôn nha anh. Chắc hẳn là ít có vị khách nào thấy được con cua này lắm, vì đây là lần đầu tiên em cũng vừa mới thấy luôn. Cua pha lê, một cái thân hình trắng muốt hết, trắng hoàn toàn luôn. Con cua thì size rất là lớn, size từ ký rưỡi, ký 7 cho tới 2-3 ký luôn. Đây là sản phẩm mới về Việt Nam, mới có mặt tại Việt Nam sáng nay luôn. Và em nghĩ là nó sẽ hot trong thời gian sắp tới lắm, vì ít có chỗ nào có con cua này nhập về lắm. Giá bán hiện tại giá chào là 2.690.000 một ký. Mai Thoa ơi, kim ngọt bên shop không có giao tỉnh nha chị, chỉ giao tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Hàng tỉnh thì bên em chỉ giao hàng sống thôi nha chị. Những cái loại hải sản mà nhập khẩu cao cấp này á, thường là mình vô nhà hàng ăn giá rất là cao, có thể là gấp đôi so với mình mua đặt hàng tại gánh. Giá hiện tại Kinrap chỉ có 1.790.000 thôi. Nếu mà vô nhà hàng ăn thì các bạn có thể ăn tầm khoảng từ 2.2 triệu cho tới 2.9-3 triệu một ký, tùy theo mỗi nhà hàng. Người ta chế biến thực tế là cũng chỉ có hấp, chủ yếu là hấp và nướng thôi. Nhưng mà những cái hải sản này thì tốt nhất là mình nên ăn hấp sẽ ngon hơn, vì mình ăn được nguyên vị ngọt của nó. Nhớ về ký ức dạ, con này là con cua mới nha anh. Em mới nhập về sáng nay luôn, hiện tại thị trường Việt Nam chắc là chỉ có 1-2 chỗ mới có con cua này thôi à. Tên gọi của nó là cua pha lê. Giá bán là 2.690.000 một ký, size từ 2 đến 3 ký một con nha anh. Cũng tới giờ trưa rồi, gánh chúc tất cả khách hàng của gánh, chúc cả nhà mình có một bữa trưa dùng thật là ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem livestream trực tiếp của gánh ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.